Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình sẽ dùng cây đỏ tự chế này để ra khu kênh đồng ở đằng kia đi săn cá cho các bạn cùng xem. Bây giờ các bạn cùng theo mình đi ra kênh đồng kia săn cá nhé.
lấp cái buồng không? Chặn đầu nó không? Bơi mất. Rồi ok. Dính được con chuối nhá. Ok bạn, dính được cùng con cá chuối rồi. Ôi. Mày nó bị. Nứt lên đầu rồi. Ok. Ok các bạn, vừa mình vào cái dãy này bắt được thêm hai em nữa, được thêm một em chuối, một em rô phi nữa, một em chuối sộp cũng khá to ấy, thêm hai em ấy. Và mình đi tiếp tục đi săn nhé. Phim em cá giói mình bắn em giói trước rồi. Ok em cá giói khó bắn, mình đã bắn được rồi nhé. Xuống gỡ không nó dãy lại tuột ra như vừa nãy. Gì rồi nhé. Con cá này nó lại dị. Cái vây nó dài hơn cá đột biến này. Máu. Vây dài vây ngắn. Cá này lạ thật. Bây giờ mình cho nó vào cái con cá hay gì thật. Có cái vây dài hơn nhỉ. Như cá cánh ấy.
Ôi, trượt rồi. Trượt thì to quá mà bắn trượt. Nó bơi vào dẫn kia rồi. Mình vào đây xem nó tìm nó thôi. To lắm, con to chạy được trong kia mất rồi. Tí mình vào kia mình tìm nó. Mình cho nó vào. Mình lượm mình sẽ vào đây. Tìm con Luffy to đùng rồi đấy. To lắm. Nó bơi trên kia. Cá thì đi vào tìm nhé. Ăn hàng luôn nhé. Ok các bạn, đây là thành quả sau mấy tiếng đi săn của mình. Giờ trời cũng khá muộn rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn nếu thấy video hay hãy cho mình một like và đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình hay và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.